Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: Hội nghị triển khai mô hình điểm an toàn vệ sinh thực phẩm. Người dân cần đề phòng sốc nhiệt do nắng nóng. Trung tâm y tế huyện Văn Giang áp dụng thành công nhiều kỹ thuật cao. Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ những quán nước mía siêu sạch ở vỉa hè. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh nhồi máu cơ tim. Mục cẩm nang y học là những lợi ích từ rau má. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, bất cập trong ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thực hiện kế hoạch số 771 ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Y tế về việc xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm năm 2019. Nhằm hỗ trợ phát triển một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm để có đầy đủ các tiêu chí tốt về đảm bảo an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng các mô hình điểm mẫu cho các cơ sở thực phẩm tham quan học hỏi để từ đó nhân rộng mô hình điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đối tượng để triển khai mô hình này là 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể trường mầm non và bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp. Tại hội nghị, các cơ sở đã được phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hành nhanh mẫu thực phẩm, thực hiện duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của mô hình điểm. Thời gian dự kiến thực hành mô hình kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019. Những đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã tác động không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những trường hợp bị sốc nhiệt. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và Bệnh viện Y dược cổ truyền Hưng Yên đều đã ghi nhận những ca cấp cứu vì sốc nhiệt. Nguyên nhân gây ra sốc nhiệt là do lao động quá lâu dưới thời tiết nắng nóng mà không bổ sung đủ nước. Các cụ cao tuổi di chuyển từ nơi có nhiệt độ thấp ra ngoài nhiệt độ môi trường cao. Khi bị sốc nhiệt sẽ gây ra hiện tượng choáng, hôn mê. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có 2 người tử vong do bị sốc nhiệt. Vì vậy, với điều kiện thời tiết hiện nay, những đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính như tim mạch, gan, ung thư có nguy cơ cao bị sốc nhiệt. Người dân cần lưu ý các triệu chứng da mồ hôi nhiều, đau cơ, yếu cơ, chuột rút, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn. Nếu các triệu chứng tiến triển thành nôn, ngất, sốt cao cần đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao trong nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật chất lượng cao vào điều trị như phẫu thuật nội soi, tán sỏi bằng laser. Đặc biệt là kỹ thuật tán sỏi bằng laser được trung tâm bắt đầu thực hiện từ tháng 4 năm 2018. Đến nay đã phẫu thuật thành công hơn 200 ca. Kỹ thuật này có nhiều ưu điểm như không vết mổ, không mất máu, không đau, rút ngắn thời gian điều trị. Ngoài ra, trung tâm hiện đang áp dụng phẫu thuật cắt thận nội soi, phẫu thuật nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo, phẫu thuật cắt đốt tiền liệt tuyến bằng laser bốc hơi, phẫu thuật nội soi ruột thừa, phẫu thuật nội soi đặt lưới sau phúc mạc điều trị thoát vị bẹn. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe an toàn cho nhân dân trong huyện, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang không ngừng nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm. Kết hợp với đó là đào tạo chuyên sâu và đồng bộ các chuyên ngành, đồng thời tiếp tục đầu tư các trang thiết bị chuyên môn hiện đại đồng bộ, triển khai các kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Từ lâu nước mía đã trở thành thức uống giải khát quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong những cốc nước giải khát được quảng cáo siêu sạch này là điều rất đáng lưu tâm. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay các xe nước mía siêu sạch mọc lên như nấm tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hưng Yên, như dọc đường Trần Quang Khải, đường An Vũ, chợ Gạo, chợ Hiến Nam, cổng các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Giá một cốc nước mía cũng rất phong phú, từ 8 đến 10.000 đồng một cốc, thậm chí có nơi chỉ bán 5.000 đồng một cốc, 15.000 đồng một lít. Đa phần các quán nước mía vỉa hè đều tranh thủ róc vỏ mía sẵn, cắt khúc ngắn, dựng bên lề đường mà không hề có dụng cụ che chắn. Ngay cả những chiếc máy ép mía cũng không sạch như chúng ta tưởng. Chiếc máy ép không được vệ sinh thường xuyên có thể chứa những vụn bã mía, thậm chí có cả côn trùng như ruồi nhặng lẫn bên trong. Và nhìn những hình ảnh như thế này thì ai có thể khẳng định cốc nước mía mà chúng ta thường mua giải khát ở vỉa hè đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc viên nén alpha-chemochipsin 4200 không đạt tiêu chuẩn. Thuốc viên nén alpha-chemochipsin 4200, số đăng ký VD2240015, số lô 411217, ngày sản xuất 29 tháng 12/2017, hạn sử dụng đến ngày 29 tháng 12/2020, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Đồng Nai sản xuất, không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu định lượng. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi viên nén alpha-chemochipsin 4200 trên phạm vi toàn quốc. Công ty Cổ phần Dược phẩm Đồng Nai phối hợp với các nhà phân phối phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở khám chữa bệnh, bán buôn bán lẻ sử dụng lô thuốc trên. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, bán lẻ sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Nhồi máu cơ tim là căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, ngày nay người trẻ cũng có nguy cơ mắc căn bệnh này. Nhận biết các dấu hiệu sớm của nhồi máu cơ tim có thể giảm thiểu hậu quả và biến chứng của bệnh gây ra. Mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa bác sĩ Nguyễn Thị Phương, chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và phóng viên chuyên mục để hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh nhồi máu cơ tim là gì và nguyên nhân nào thì gây ra căn bệnh này ạ? Nói đến bệnh nhồi máu cơ tim thì đây vẫn là một bệnh mà gây nhiều sự sợ hãi cho nhiều người vì cái mức độ nguy hiểm của nó. Nhồi máu cơ tim thì được hiểu đó là sự tắc nghẽn của một hoặc nhiều nhánh động mạch vành nuôi dưỡng cơ tim, làm cho cơ tim của cái mạch vành đấy nó không được nuôi dưỡng và nó gây hoại tử, gây dẫn đến hàng loạt các cái rối loạn tiếp theo. Về nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim thì nó liên quan ít nhiều đến sự hình thành và lứt vỡ của cái mảng xơ vữa mạch vành. Khi cái mảng xơ vữa này nó không còn ổn định nữa, nó bị nứt vỡ và huyết khối tiểu cầu sẽ bám lại và gây tắc nghẽn lòng mạch vành, gây nên những cơn nhồi máu cơ tim. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối tượng nào dễ mắc căn bệnh nhồi máu cơ tim này ạ? Đối tượng dễ mắc nhồi máu cơ tim là những đối tượng mà có nhiều yếu tố nguy cơ về tim mạch, thường là những người mà hút thuốc lá nhiều, những người bị bệnh béo phì, bị các cái bệnh rối loạn chuyển hóa kèm theo như là tăng huyết áp, đái đường, rối loạn lipid máu, hoặc là những người mà có tiền sử gia đình đã từng có những người thân bị nhồi máu cơ tim thì sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim hơn những người khác. Càng có nhiều yếu tố nguy cơ thì càng dễ mắc nhồi máu cơ tim hơn. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì những cái biểu hiện gì giúp chúng ta nhận biết một cơn nhồi máu cơ tim cấp ạ? Bệnh nhân có thể dễ dàng nhận biết mình bị nhồi máu cơ tim bởi những cái cơn đau thắt ngực. Những cái cơn đau ngực này là có triệu chứng rất là điển hình. Ví dụ như là họ thường thấy đau tức vùng sau xương ức, vùng ngực trái, hoặc có thể đau vùng thượng vị, cơn đau cảm giác như là bệnh nhân bị có vật gì đè nặng bóp nghẹt vào ngực, đau có thể lan lên cằm, lên cổ, ra hai tay hai vai. Những cái triệu chứng kèm theo nữa như là toát vã mồ hôi, hồi hộp và tức ngực khó thở. Tuy vậy nhưng mà cũng có một số những cơn đau thắt ngực kiểu không điển hình. Những cái bệnh nhân bị đái đường hoặc những người cao tuổi thì triệu chứng của họ không điển hình, cho nên là vẫn cần phải đến viện sớm khi mà có triệu chứng khó chịu vùng ngực trái để đến viện bác sĩ sẽ thăm khám và chẩn đoán rõ ràng cho có phải nhồi máu cơ tim hay không. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim như thế nào ạ? Khi mình nghi ngờ là có bệnh nhồi máu cơ tim thì nên được đến viện. Đến viện thì bác sĩ sẽ thăm khám và làm thêm các xét nghiệm cho bệnh nhân như là điện tâm đồ, siêu âm tim, làm xét nghiệm men tim. Với những bệnh nhân đã có triệu chứng là cơn đau thắt ngực điển hình như mình vừa nói, kèm theo men tim tăng, điện tâm đồ có biến đổi thì có thể được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Còn về vấn đề điều trị, những bệnh nhân mà đã rõ ràng chẩn đoán là nhồi máu cơ tim rồi thì cần được điều trị tại các đơn vị cấp cứu. Họ được nằm nghỉ ngơi tại giường, được thở oxy, được theo dõi sát các cái dấu hiệu ví dụ như là huyết áp này, mạch này và các cái biến động về đau ngực của họ. Ngoài ra họ sẽ được dùng các cái thuốc điều trị nội khoa cơ bản. Nhưng quan trọng nhất ở nhồi máu cơ tim là bệnh nhân cần được tái tưới máu mạch vành thật sớm. Ở đây có câu nói là thời gian là cơ tim là sự sống,
cho nên là mình phải can thiệp mạch vành càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 12 tiếng đầu. Can thiệp mạch vành chính là mình dùng dụng cụ để đưa vào mạch vành của mình một cái người ta gọi là stent, hay mình hiểu nôm na là cái giá đỡ, để cái mạch vành đấy khi đã bị tắc rồi sẽ được tái thông lại, làm cho dòng máu chảy qua cái chỗ tắc đấy và nuôi dưỡng cái cơ tim mình vừa bị thiếu máu đấy. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để phòng tránh căn bệnh nhồi máu cơ tim, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay ạ. Để phòng tránh được nhồi máu cơ tim thì trước hết mình cần giữ cho mình một cơ thể thật khỏe mạnh bằng lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế những đồ ăn chứa nhiều chất béo, tập thể dục hàng ngày và không hút thuốc lá, quan trọng rất là quan trọng là không hút thuốc lá. Ngoài ra những bệnh nhân mà đã có tiểu đường và huyết áp, rối loạn mỡ máu thì cần phải được khám và điều trị kiểm soát rất là chặt chẽ. Trong thời tiết trời nắng nóng như thế này thì khuyên bà con là nên không làm việc quá trưa hoặc là quá sớm vào đầu giờ chiều, bởi vì khi ra ngoài trời nắng nóng như thế này có thể kèm theo sốc nhiệt làm cho bệnh có thể dễ xuất hiện và làm nặng lên cái tình trạng bệnh của mình. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Rau má là loại rau quen thuộc trong dân gian, được người dân sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh. Theo y học cổ truyền, rau má có vị đắng, hơi ngọt, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Trong chuyên mục ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, Bệnh viện Y dược cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số công dụng từ loại rau này. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một loại rau ăn quen thuộc hàng ngày nhưng mà cũng có tác dụng rất tốt trong y học, đó là rau má. Rau má theo y học cổ truyền được gọi là tích tuyết thảo hay là lôi công thảo, có vị đắng, tính hàn và đi vào các kinh can, tỳ, thận. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, giải độc, tiêu viêm. Sau đây tôi xin giới thiệu một số tác dụng của rau má. Tác dụng thứ nhất là hạ sốt. Rau má vỏ nát, rửa sạch, đun xâm xấp nước khoảng 15 phút. Khi trẻ sốt thì cho trẻ uống một tiếng khoảng một vài thìa cà phê là trẻ sẽ đỡ sốt. Tác dụng thứ hai là tăng cường trí nhớ. Rau má sấy khô, tán bột, uống với sữa từ 3 đến 5 gram sẽ có tác dụng tăng cường trí nhớ. Tác dụng thứ ba của rau má là tác dụng làm đẹp da. Đây là một tác dụng tuyệt vời cho chị em phụ nữ. Vì thế mà chị em phụ nữ rất là chuộng cái loại thực vật này. Nước ép rau má có tác dụng chống lão hóa, ngừa mụn, dưỡng ẩm cho da và trị sẹo da. Tác dụng tiếp theo của rau má là lưu thông khí huyết. Rau má có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân tim mạch, đặc biệt tốt đối với những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch. Đối với người thừa cân béo phì thì rau má có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, chúng ta có thể sử dụng nước ép rau má như có tác dụng thanh nhiệt. Tác dụng tiếp theo của rau má là tác dụng chữa lành vết thương. Hợp chất triterpenoid ở trong rau má có tác dụng làm tăng tốc độ lành vết thương, tăng vận chuyển máu và chống oxy hóa tại vị trí vết thương. Rau má sẽ giảm lo âu căng thẳng, an thần, là một bài thuốc an thần chữa mất ngủ đối với những bệnh nhân mà bị mất ngủ lâu ngày. Ngoài ra thì rau má còn có một số tác dụng trị các bệnh ngoài da như vẩy nến, eczema hay là mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa. Có thể là giã rau má, lấy nước và bôi lên mụn nhọt, có thể làm giảm sưng, viêm. Một số chú ý khi sử dụng rau má, cần thận trọng sử dụng rau má đối với những người phụ nữ có thai hay cho con bú, vì rau má có thể gây sảy thai. Đối với những người bị tiểu đường thì rau má có thể làm tăng lượng đường huyết. Và đối với những phụ nữ hiếm muộn thì rau má làm giảm khả năng thụ thai. Rau má có tính hàn nhưng có thể gây tiêu chảy khi mà sử dụng. Chứ mỗi ngày thì nên sử dụng là 40g rau má, nhưng không nên sử dụng liên tục mà nên cắt quãng, và khi sử dụng thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Hưng Yên là một trong 4 tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc, trạm y tế. Mục đích của việc này là giúp ngành y tế quản lý tốt hơn việc mua bán thuốc không theo đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh,
cũng như tình trạng buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Song đến nay, tỷ lệ các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở dữ liệu thuốc vẫn rất hạn chế và bộc lộ nhiều bất cập, cần những giải pháp đồng bộ hơn. Dược sĩ đại học Trần Minh Truyện là chủ nhà thuốc Hoa Quỳnh ở khu phố Điện Biên 3, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Năm nay ông Truyện 67 tuổi, sử dụng máy vi tính và phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu thuốc là một trải nghiệm không hề dễ dàng. Đã 6 tháng sử dụng phần mềm, nhưng ông Truyện vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng việc sử dụng phần mềm kết nối dữ liệu thuốc của ông cũng chỉ mang tính chất quản lý bán hàng là chính. Thời kỳ bao cấp là người bán hàng người ta phải giữ cái đơn lại để cái ra vào sổ. Chứ bây giờ có được giữ đơn đâu. Thì rõ ràng là tôi chưa vào sổ thì tôi không nhớ hết. Những lúc mà vừa bán xong mà có thể vào sổ ngay thì còn nhớ khoản này. Nhưng mà nhớ cũng không đầy đủ được. Trẻ tuổi hơn ông Truyện và thành thạo về vi tính, nhưng việc sử dụng phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu thuốc của dược sĩ đại học Nguyễn Quang Huy cũng không khả thi hơn ông Truyện. Là chủ quầy thuốc Nhân Hưng, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, anh Huy đã kết nối cơ sở dữ liệu thuốc tại quầy thuốc của mình từ năm 2018. Nhà thuốc có 2 dược sĩ bán thuốc, nhưng những khi đông khách thì không có thời gian để nhập dữ liệu vào phần mềm. Có tới 12 mục phải điền thông tin, trong đó có 4 mục bắt buộc phải điền. Thế nên, chỉ sau khi bán thuốc xong, nhân viên mới nhập lại dữ liệu theo trí nhớ, vì vậy mà không tránh khỏi sai sót. Dược sĩ Huy cho biết, có một vấn đề bất cập khác lớn hơn, đó là thói quen mua thuốc không theo đơn của khách hàng. Và khách hàng này là một ví dụ. Tôi hãy vì xưa bác đi bộ đội và hay bị cái sức ép đấy. Thì nó cứ mệt đến người một cái là nó bị lấc, nó lấc triền miên. Thế là ra bảo công việc tôi bán cho cái điều thương lấc. Một là cái vấn đề mà người dân vẫn còn thói quen là mua thuốc không theo đơn. Khi mà người dân mang cái đơn thuốc đến thì lại là những cái đơn thuốc mà ở những cái phòng khám tư nhân hoặc là những cái địa điểm mà nó không rõ nguyên nhân. Thì thực ra là cái bất cập đó thì nhà thuốc vẫn phải bán thuốc cho bệnh nhân. Họ không mua được nhà thuốc của mình, họ có thể sẵn sàng đến mua tất cả các nhà thuốc khác. Một vấn đề đặt ra cho công tác quản lý bán thuốc theo đơn hiện nay đó là phải quản lý tốt việc kê đơn của các bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các phòng khám tư. Trong quá trình bán thuốc, anh Huy gặp không ít những đơn thuốc không ghi rõ thông tin như thế này. Một hội nhóm các dược sĩ được kết nối bằng ứng dụng Zalo để trao đổi với nhau về các đơn thuốc, nhưng cũng có khi không ai dịch được đơn thuốc đó có những loại thuốc gì. Có từ 40, thậm chí là 50% khách hàng của các nhà thuốc, quầy thuốc không có đơn, hoặc là có đơn nhưng không rõ thông tin. Các nhà thuốc và quầy thuốc thì đang phải đứng trước 2 lựa chọn. Một là sẽ bán thuốc những khách hàng như vậy, và điều này thì rõ ràng là sai với quy định. Và lựa chọn thứ hai đó là không bán thuốc cho những khách hàng như vậy. Như thế thì các nhà thuốc và quầy thuốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ là sẽ bị giảm doanh số và thậm chí là bị mất khách hàng. Hiện nay thì đa số các nhà thuốc, quầy thuốc đều lựa chọn phương án thứ nhất, bởi vì suy cho cùng thì các quy định đưa ra cũng đều là phải đảm bảo cái nguyên tắc là các nhà thuốc sẽ phải hoạt động và kinh doanh được. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã kết nối cơ sở dữ liệu thuốc được 54 trên 54 nhà thuốc, 198 trên 759 quầy thuốc, 26 trên 54 trạm y tế. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, 100% các nhà thuốc phải kết nối mạng tới các cơ sở dữ liệu thuốc. Còn với các tủ thuốc trạm y tế, hạn này là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sở Y tế đang triển khai thí điểm các phòng khám, các bệnh viện, là các bác sĩ phải kê đơn. Kê đơn cũng theo quy định của Bộ Y tế và thông tư hướng dẫn là đến tiến tới chúng ta kê đơn điện tử. Thì tức là chỉ cần người bệnh đến các cơ sở nói họ tên và số chứng minh thư là tức là cơ sở có thể ta mở được cái đơn thuốc ra để bán. Hiện nay, các nhà mạng Viettel, Vinaphone và một số nhà mạng khác đã tham gia thị trường cung ứng phần mềm cho các cơ sở cung ứng thuốc. Điều này sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh nâng cao chất lượng phần mềm cũng như giá dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người sử dụng. Song để thực hiện tiêu chí kết nối cơ sở dữ liệu thuốc của các cơ sở cung ứng thuốc là để quản lý việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn và chất lượng thuốc thì cần sự kết nối đồng bộ giữa việc kê đơn với các cơ sở khám chữa bệnh, các phòng khám và các cơ sở cung ứng thuốc. Phải có biện pháp quản lý, giám sát việc nhập dữ liệu bán hàng vào phần mềm của các cơ sở cung ứng thuốc,
đồng thời có chế tài xử lý những vi phạm liên quan. Vì vậy hiện nay, việc nhập dữ liệu bán thuốc vào phần mềm chỉ trông chờ vào ý thức của chủ các cơ sở cung ứng thuốc. Tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.